Cảm ơn các bạn đến với Chloe's Entertainment Channel. Hôm nay Chloe sẽ review con robot của thương hiệu Vector. Bây giờ mình sẽ nhìn gần lại coi con robot này sẽ có làm được những cái chức năng gì nha. Robot này có thể vận chuyển đồ ăn thức uống được nè, hát ca được nè. Rồi mình khi mà mình chạm vào đầu con robot thì robot sẽ phản hồi mình, tức là sẽ trả lời cho mình một cái câu nào đó bằng tiếng Anh nha. Rồi đây là cái smart talking, tức là robot có thể nói chuyện được với mình nè. Một vài câu đã được lập trình sẵn thôi, chứ không phải là mình hỏi cái gì thì robot cũng sẽ trả lời cho mình nha các bạn. Rồi ngoài ra mình cũng có thể lập trình robot với một số các động tác. Nhưng mà đối với các bé nhỏ thì chắc mình sẽ không có sử dụng đến chức năng này nhiều đâu. Như thường lệ thì cái món đồ chơi này sẽ dành cho bé từ 3 tuổi trở lên, 3 cộng là 3 tuổi trở lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra để xem bên trong bộ đồ chơi này gồm có những cái gì nha các bạn. Đây. Đây. Oh, so excited. Quá là hồi hộp nha, háo hức. Đây, một em robot màu đỏ. Đây. Rồi. Đây là cái dụng cụ của robot, dùng để chắc là để sửa chữa cái gì đó khi mà bị hư đó các bạn, thì robot sẽ sử dụng để sửa chữa nha. Rồi, mình lấy ra trước đi rồi chút nữa mình coi mấy cái đó sẽ gắn ở đâu. Đây là một cái remote mình điều khiển robot. Đây là cái khay. Cái khay để robot. Rồi mình bỏ cái này qua một bên đi. Rồi mình chuẩn bị mình chơi nha. Trước khi mình chơi thì mình cũng phải xem qua cái hướng dẫn sử dụng của bạn robot này nha các bạn. Đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng nè. Đó. Trong cái bộ này gồm có cái gì đây? Con robot remote, rồi cuốn sách hướng dẫn cắp sạc. Đây là cách hướng dẫn nè. Robot có thể làm được những cái gì? Nhảy múa, lập trình rồi dừng lại. Chút nữa mình sẽ xem chi tiết hơn nha các bạn. Các bạn đợi Chloe xíu nha. Đây, ok mình bỏ qua cái này đi. Cái này mình có thời gian mình coi không sao hết. Ngoài ra bên cạnh đó còn có cái giấy bảo hành cái sản phẩm đàng hoàng chứ bộ. Đó. Rồi để qua một bên đi. Rồi đây là cái remote nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây, các cái nút bấm thì để Chloe nói sơ các cái nút bấm cho các bạn nha. Đây là nút vào quẹo, đây là nút vào trượt qua trái, trượt qua phải nè. Trượt là về phía sau, trượt lên phía trước. Rồi đây là nút giao hàng, tức là khi mà mình, tại vì robot này á, là mình có thể sử dụng robot này để mà giao mang đồ ăn thức uống lại cho mình. Một chút nữa các bạn sẽ xem Chloe dẫn robot đi ra ngoài tiệm bánh bakery á, để mà mình mua bánh xong rồi robot sẽ phục vụ Chloe về gì của Chloe như thế nào nha. Rồi tiếp theo nè, đây là cái nút demo, tức là cái nút mà mình sẽ chạy thử cho robot. Khi mà bấm cái nút này thì robot sẽ tự động làm tất cả các thao tác như hồi nãy Chloe có đề cập ở phía lúc nãy rồi đó. Rồi đây là nút lập trình nè, đây là nút âm lượng nhỏ, âm lượng lớn nè, mình mở âm lượng nhỏ lại, âm lượng lớn lên thì khi mà robot hát, múa thì mình có thể điều chỉnh âm lượng chỗ này. Ở đây là mình bảo robot là mình ra lệnh cho robot là dừng lại. Đây là mình ra lệnh cho robot là nhảy múa cho mình coi, mình xem. Rồi, đã bên đây là cái nút điều khiển robot để mà ra lệnh cho robot là đi về phía trước nè, đi lùi lại phía sau, quẹo trái, quẹo phải. Ok, đây là cái rồi cái remote này thì mình sẽ sử dụng hai cục pin AA nha các bạn nha. Rồi đây phía sau robot này mình cũng phải bỏ pin mình mới chơi được nha các bạn. Bỏ 3 cục pin vô trong đây. Rồi đây ở robot có hai cái chỗ gắn cái đồ nghề để mà khi mà có các vật dụng như cần sửa thì robot sẽ có đồ nghề để mà sửa liền luôn. Đó, rất là hiện đại. Rồi các bạn nhìn con robot nè. Đó, đây là cánh tay của robot nè, có thể mở ra, đó thao tác kéo lên, kéo xuống được. Đó, còn đây là cái khay. Cái khay này là robot dùng để phục vụ đồ ăn thức uống cho mình. Chút nữa mấy bạn sẽ coi làm sao mà robot phục vụ bánh cho Chloe với lại dì của Chloe nha. Ok.
Ở phía trước ngực robot có một cái nút, thì nút này là dùng để khởi động, tức là mở robot lên để mà robot bắt đầu thực hiện các cái thao tác của mình theo ý của mình nha các bạn. Đây là các cái bánh xe để trượt. Đây, robot sẽ đi bằng các cái bánh xe, di chuyển bằng các bánh xe này. Ok, rồi bây giờ mình sẽ test thử nha các bạn, coi làm sao mà robot này mình sẽ chơi robot này như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ test thử cái chức năng là demo trước ha các bạn, là bấm nút này nè. Thì mình sẽ xem để coi robot có thể thực hiện các thao tác nào nha. À quên, bây giờ mình phải mở robot lên chứ. Nãy giờ chưa có mở. Đó. Rồi coi. Ok, robot hiểu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem robot thực hiện thử có thể thực hiện được những thao tác nào nha. Bấm nút này, demo. Đó, robot nhảy nha các bạn. Wow, robot nhảy múa đi tới đi lui. Hay quá. Rồi lúc nãy là mình cho robot tự làm, tự thao tác các cái hành động mà robot có thể tự làm được. Còn bây giờ mình sẽ điều khiển robot nha các bạn. Bây giờ mình thử nha. Ok. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển robot trượt lên phía trước chẳng hạn, bấm nút này. Đó, thấy chưa? Rồi trượt về phía sau. Wow. Rồi quẹo qua trái thử coi. Quẹo qua phải. Rồi đi bộ lên phía trước vài bước coi. Rồi đi bộ về phía sau vài bước. Rồi qua trái thì robot ơi, qua phải thì robot ơi. Rồi bây giờ robot hát cho mình nghe nha. Ok, coi như mình test đủ các cái chức năng rồi. Thì bây giờ mình sẽ theo chân Chloe và dì Chloe mình đến tiệm bánh. Rồi sau đó mình sẽ coi robot là phục vụ bánh cho Chloe như thế nào nha các bạn. Ok, let's go. Rồi bây giờ đây là bây giờ mình vô cái tiệm bánh mì này nha, để coi coi các con robot này nó sẽ phục vụ Chloe và Cúc ăn bánh mì breakfast như thế nào nha. Bay vào. Bay vào. Ok, we go. Đi thôi. Rồi bây giờ đi vô mua bánh mì trước để cho con robot nó phục vụ mình nha. Đi lựa bánh mì đi. Cô coi mình thích donut này. Thích cái này hả? À, Chloe mua gì vậy? Nó thích. Mua donut hả? Chloe mua donut hả? Đúng rồi. Ok. Wow, nhiều bánh quá. Chà, bữa nay để cho robot phục vụ nha, để mình test thử cái chức năng phục vụ của con robot như thế nào nha. Rồi chưa? Ăn cái màu sô-cô-la hả? Đúng vậy. À, Chloe mua donut hả? Thấy được không? Sô-cô-la mà không lấy được. Rồi, ok, cái donut đó đi.
Wow. Rồi Cúc ăn cái gì ta? Dạ đủ rồi, dạ đủ rồi. Cúc ăn cái gì ta? Ôi, đừng có cầm cái đó nữa. Ủa, đứa trong đâu ăn cái nào? Ăn cái này mà lấy bánh mì kem bụng trứng. Rồi bỏ cái đó lên. Trời ơi, nhìn ngon quá, yummy. Rồi bây giờ đi tính tiền nha. Rồi bây giờ tính tiền. Rồi bây giờ mình đem bánh, kêu con robot đem bánh ra phục vụ cho Cúc với lại Chloe nha. Ok rồi, we go robot ơi. Rồi bây giờ mình đi lại robot ơi, đem bánh lại bàn phục vụ cho Chloe với Cúc đi nha. Wow. Ôi điều khiển đi con. Ố đâu? Gì mà phải sửa hoài vậy? Đó. Rồi mình đi lại bàn nha. Đi lại bàn ngồi nha. Đó, robot bưng bánh à. Giỏi chưa? Wow, bánh donut đàng hoàng. Đó. Ủa, đi đâu vậy? Đi bên đây mà, bàn của mình ở bên đây mà. Bàn của mình ở bên đây mà. Phụ nó nữa hả? Chloe phụ nó nữa hả con? Rồi điều khiển cho nó vô đi, bưng vô cái bàn. Hay quá. Wow. Cái bàn của mình ở đâu ta, robot ơi? Robot có biết bàn của mình ở đâu không? Hay quá. Đó, Cúc đang ngồi chờ robot phục vụ nè. Cúc đang ngồi chờ robot phục vụ bánh đó. Rồi, đây là bánh của ai ta? Bánh này là của ai ta, robot ơi? Okay. Bánh này là của Chloe đúng không? Rồi, vậy giờ Chloe lấy bánh ăn đi. Chloe lấy bánh ăn đi. Dạ. Bánh của con á, robot đem tới cho con rồi đó. Wow. Yummy. Có con nữa. Con không? Con. Còn một cái nữa đúng không? Ok. Vậy để robot đi ra lấy nha. Rồi, đây là cái bánh của Cúc nè. Robot ơi, mang bánh tới cho Cúc nha. Ok, mang bánh tới cho Cúc nha. Bánh của Cúc đâu? Đây. Cúc ăn bánh gì vậy? Wow, bánh mì trà bông. Đó. Trời ơi, robot này giỏi quá, biết phục vụ bánh luôn. Đó. Hay quá. Rồi bàn của mình ở đâu ta? Bàn của mình ở đâu ta? Robot biết không? Sắp tới rồi. Đây là bánh của Cúc đó nha. Đưa cho Cúc đi. Bánh của Cúc mà. Đó, mang tới cho Cúc rồi. Cúc lấy bánh nào. Cảm ơn robot nha. Thank you. À, trước khi ăn là phải rửa tay với lại nước sát khuẩn nữa hả? Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt của
phòng chống Covid-19 ha. Ok. Rồi ăn bánh đi. Robot ơi, trong lúc Út với lại Chloe đang ăn bánh thì robot có thể nhảy hát hoặc cho Cúc và Chloe coi được không? Ok. Ok không Chloe? Ok. Ok. Đó, nhảy rồi đó, thấy chưa? Ôi, robot nhảy hay quá. Vừa hát vừa nhảy luôn, đi tới đi lui rồi luôn. Lúc gọi là robot nhảy múa thì hai dì cháu Cúc và Chloe đang nhâm nhi bánh donut và bánh mì trà bông thật là ngon miệng. Có người hát múa nhảy múa cho coi nữa nè. Đó. Xin nhâm nhi. Chloe ơi ngon không? Donut ngon không? Ngon. Đó. Các bạn thích được phục vụ thì mình cứ mua con robot này về mình chơi, là mình bắt nó phục vụ mình nha, ăn uống rồi nhảy múa hát ca các kiểu. Quá lý tưởng, quá lý tưởng. Đó, enjoy cả con đôi mặt, enjoy nè. Rồi đây là cái kết quả sau khi mà được robot phục vụ đó, ăn còn bao nhiêu đây. Đó. Rồi coi như là cái buổi review đến đây là kết thúc rồi. Chloe ơi chào các bạn đi con. Chào các bạn. Rồi có gặp lại các bạn thứ tư tuần sau không? Thứ tư tuần sau. Hả? Sao? Thứ tư tuần sau. Ok. Robot cũng chào các bạn nha. Mình chào các bạn. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye.